được rồi ạ. Ok, rồi chúng ta bắt đầu nhé. Thầy thấy đây có 31 người rồi, chắc không còn ai rớt lại. Rồi, 32 luôn. Rồi, chúng ta bắt đầu nè. Ý là nói ra nhưng mà nghe nghe giọng nó nhỏ hơn bình thường. Ngủ quá trời ơi. Mới vô là đã bị tụt thời gian rồi. Có đáp án không mình? Máy tao chưa ra đáp án nữa. Tao đứng hạng 17 luôn mà tao bấm rõ nhanh luôn mày. Except contrary to, tao nghĩ là vàng ấy, nhưng mà tao chọn đỏ mẹ rồi. Subject là đúng nhất các bạn ơi, tức là tùy thuộc vào những cái hạn chế subject to về khả năng chuyển đổi của trái phiếu theo nghị định 103. Trái phiếu có thể được chuyển nhượng cho bên dưới. Ủa sao ra cái mới rồi mà vẫn chưa hiện câu hỏi này nè. Tụi mày có vậy không vậy? Authority chứ. Authority hay là bang? Tao không biết nữa. Chắc là học. Học hay hát gì thì cũng kệ đi, chứ thầy cũng đâu có cho điểm đâu, thầy chấm điểm danh mà. Thầy hỏi Hỷ Long kìa. Lẽ thầy. Rồi, Xuân Thị có vấn đề gì không? Hello. Có cách nào để share màn hình cho Hỷ Long không ta? Có, gọi chị lát đó mà share màn hình được mà. Thấy rồi, vô rồi hả?
không bị in ra liền. Rồi chúng ta đi tiếp nào. Không biết luôn á, chọn xa lá nha. Không biết luôn á. Không, không ai bảo là được dễ, mày chọn gì á. Ta chọn xa lá. Vậy. Rồi lại xong á. Cái bên mà lưu ký á, cầm phép á. Cái này như thầy mới dạy đúng không? Ờ, tấm chặn là affiliate. Hôm nay tao hết làm bài được rồi, câu nào tao không biết làm á. Để affiliates, affiliates là cùng với các bên liên kết của mình. Nào vậy chị em? Không xác định ha, tức là nó còn lưu hành đó. xem là hai con là sai rồi. Hai đứa này bấm lộn hả? Anh Minh vẫn top 1 á. Top của mình hả chị em? In à, xanh dương hả? In action, in action. À, hành động hay không hành động? Action or in action? Okay. Thế chị in action là được chứ?
Tức là hành động hoặc là không hành động. Sinh dương. Sao nay dọc biển như nhỏ quá trời. Đỏ. Communication, communication, thông báo, thư, rồi email và các thông tin liên lạc khác, communication. Và bằng Zoom này tụi nó bị lag quá trời luôn, nó tụi nó không vô được. Gì vậy? Rồi đi đi. Sao lại mua lại? Execute. Execute hả? Bảo chữa. Chúng ta lấy cái defense bảo chữa. Tức là tiếp nhận và bảo chữa bất gì khiếu kiện, khiếu nại và kiện tụng tại tòa án hoặc là trọng tài của bên ban hành. Tức là các điều khoản trước đây áp dụng để mà bên phát hành có thể làm những thông báo, thực hiện những thông báo, khiếu kiện, khiếu nại hoặc là hành động chống lại cái người đại diện. Hôm qua sao? Không, nhà có bánh trung thu. Xin lấy hả? Ok. Nhưng mà thầy thấy ở đây nó không có lại thông báo ở đây. Thấy trên Zoom nó không có nó không có thể hiện những người đang trong cái quy trình lý. Rồi xong, hiểu luôn. Em quên rồi thầy. Ok. Rồi, như vậy thì là binding không? Tức là nó là đúng nhất không? Thì tại vì xong cái chữ on mà nên chỉ có binding là on thôi. Ràng buộc đối với thôi. Anh Minh vẫn đứng đầu nè. Trang Trang vô rồi hả? Trang vô debut rồi hả? Ok. Cứ thấy deliver là thể hiện hai người đồng tiên đúng không? Đúng ba đúng giây á. Deliver. Ừ, deliver mẹ đi. Hết giờ rồi. Vested in hả? Chờ đủ má. Các quyền được best là được cấp best thì đây được cấp trong được cấp cho chủ sở hữu trái phiếu trong các điều kiện này sẽ như thế là chỉ có một chủ sở hữu trái phiếu.
that everyone can get an approval on patient safety. Đúng máy rồi. Duty hả? Capacity là trong tư cách của Ratio 2 vàng. Proportion tức là tỷ lệ với in proportion là chúng nhất. Thế còn hai câu tỷ lệ đi. À, hôm nay chắc tao đúng được ba câu á. Duration. Duration hả? Tao nghĩ thế. Tao nghĩ là absent. Ok. Tâm lên độ mày. Đếm độ đâu? Nay đếm một câu nào độ tao không thật. Tao nghĩ là absent đó. Tao giờ tao đọc tao thấy absent đúng không? Ok. Chúng ta lấy là absent. Nếu mà không có việc chỉ định một người đại diện. Mày là 12 học đúng không? Tao 13. Dạ. Entitled. Sao tụi nó xuyên tâm chăm chỉ học bài vậy, cho tao một chút sự siêng năng chăm chỉ tụi nó coi. Má đứng cuối bảng rồi chị em, mà đứng đứng thứ 20 rồi. Của riêng chủ sở trái phiếu đó đó. Đứng thứ 20. Đứng thứ 20, 31 là cuối bảng mừng con này. Sinh dương đi, ta chọn sinh dương nè. Gì mà lạ lẫm quá. Chúng ta lấy đẹp lên, outstanding, tức là nó còn lưu hành được gì đó. Đó.
Đúng được có 13 câu trên 20 kìa, top 1, top 2, top 3. Thì thôi, mình đứng như đó được rồi. Anh Minh đâu có đúng hết đâu. Dạ, anh Minh học bài thường. Bye thầy.